Hello, được coi nhật ba.com cho tất cả em còn thủ nha. Hôm nay em tiếp tục về được cước tím này. Hôm nay cước tím lại về tiếp tục nha. Hàng em bán ra là chưa bao gồm phí ship. Phí ship là 30 ngàn trên một đơn hàng nha, ship toàn quốc. Anh em nhớ liên hệ qua số điện thoại là 0794559193, Zalo cũng vậy nha, 0794559193. Rồi. Đầu tiên mã số 1 nha. Đây. Đầu tiên mã số 1 là em có một dòng dây đây, dây này là dây dây số 3 này. Dây này thì chưa qua sử dụng luôn nha mùa, chưa qua sử dụng. Loại này thì dây gì vậy, carbon này. Dây này chưa qua sử dụng này, nó là sử dụng công nghệ cước PE nha mọi người. Nó sử dụng công nghệ PE cước X8 này, đấy. Đây là cước PE nha, loại này thì số 3 thôi, sức tải là chuẩn là 6 kg nha. Đấy. Chuẩn là 6 kg nha, đây dây nó đây. Đấy, nó là cước PE nha mọi người. Hàng chưa qua sử dụng luôn, cũng là 160 mét thôi. Đấy, dòng này thì siêu tải trọng, dây này. Đấy, cái này là nó bỏ con hộp nó bị bung ra thôi. Rồi con này mã số 1, dòng này là OTK này. Dây này như dây carbon đó. Tiếng Nhật không nha. 1.5 của 1.900 yên mà 160 mét nha. Rồi cùng này là 160 mét để cho anh em, cùng này để cho anh em giá bao nhiêu? Cùng này để cho anh em giá là 250k mã số 1. Tiếp tục mã số 2. Rồi 250k mã số 1 cho dây số 3. Dây số 3 thì bên em có đây. 250k. Rồi. Mã số 1. Thêm cho anh em một cuộn flow carbon đi. Thêm cho anh em một cuộn flow carbon, loại này là 0.25 này. Flow carbon 0.25 là sức tải là 10 kg này, dây là dây màu trắng này, đấy. Dây này nè, dây flow carbon nha, sapan nha. Đấy, con này là con bò cạp này, anh em nhìn nè. Đấy, dòng này là cực kỳ trâu, cực kỳ bền luôn, dây màu trắng nha, flow carbon mềm mà không bị xoắn. Rồi, cuộn này tặng thêm cuộn này, giá vẫn 250k mã số 1 nha. Tiếp tục mã số 2. Mã số 2 cũng tiếp tục là dây số 3 này. Dòng này Inbat này, ba loại này là ni lông nha. Ni lông này, dòng ni lông livestream này, loại này là 12LB dây số 3 nha. Đấy, hàng chưa qua sử dụng luôn này. Rồi, cuộn này đi cho anh em giá bao nhiêu? Cuộn này dây số 3 cũng để cho anh em giá là 300k luôn. Cuộn này cũng để cho anh em giá là 300k này. Đấy, Inbat nha. Rồi, dây chưa qua sử dụng. Thêm anh em một cuộn loại này là 0.25 về anh em làm theo này. Này là flow carbon nha. Dạ. Đấy, con bò cạp này. Dòng này thì mềm mịn và tuyệt đối không xoắn này. Rồi, hai cuộn. Dây không bị xoắn nha. Rồi, hai cuộn này giá vẫn 300k. Đấy, cuộn này tặng thêm cuộn này nha. Mã số 2. Tiếp tục mã số 3. Rồi, mã số 3 thì tiếp tục là gọi là đây. Thứ ba gọi là thằng siêu phẩm, thằng tím nha. Rồi, đây. Mã số 3 là em có dòng này là cước đây, Deco nha, Deco nào địa Nhật này 0.60, là anh em nào cẩu cá tra, loại này chạy tải chuẩn 26 kg luôn nha, 40 m trên một cuộn, 10 cuộn là 400 m. Đấy. 10 cuộn là 400 m chạy liền với nhau nha. Đấy, 10 cuộn là 400 m chạy liền với nhau. Rồi cuộn này nguyên lốc này để cho anh em giá bao nhiêu? Nguyên lốc này để cho anh em giá là 300k thôi. Dòng này là của thằng Banat nội địa Nhật nha. 0.60, 540 m trên một cuộn mà nó 10 cuộn với nhau là nó liền với nhau nha. Để cho anh em giá chỉ có 300k thôi. Mã số 3. Đấy, ưu đãi thêm anh em hôm nay nữa là một có tặng thêm anh em cũng dây, cái này là cước 7 màu nha, cước 7 màu Deco, còn này là cước PE 7 màu này. Rồi, cuộn này tặng thêm cuộn này nữa, giá vẫn chỉ có 300k. Mã số 3. Tiếp tục mã số 4. Rồi, mã số 4 là giới thiệu cho anh em tiếp là một dòng cước, dòng này là dòng đó là dòng cước tốt nha, một trong những dòng cước top 1 này. Dòng này là đây, dòng cước siêu chắc, là dòng dây đặc biệt này, lòng tốt cutter này, số 3 độ dài 500 m nha. Là 0.28 này, đấy. Loại này là sức tải là 6 kg nha, sức tải cùng này là chuẩn y 6 kg này, hàng chưa qua sử dụng, cùng này là 500 m cho mọi người. Cùng này 500 m hàng chưa qua sử dụng. Rồi cùng này đi cho anh em giá bao nhiêu? 500 m dây số 3. Đấy. Dây dòng này là đây, fishing line này. Fishing line nè, đấy, dòng là dòng dây cực kỳ tốt luôn nha. Tốt cutter này, giờ này nghi là chỉ siêu nhân á. Siêu tốt luôn. Rồi cuộn này đi cho anh em giá là 300k nha, 500 m dây, hàng chưa qua sử dụng, còn nguyên bao bọc này. Rồi, vẫn tặng loại này là dây số 3 này. Dây số 3 làm trục thì thêm anh em một cuộn làm theo cũng loại này luôn. Loại này flow carbon 0.25 này, sức tải 10 kg, dây màu trắng này. Rồi, cuộn bo anh em hai cuộn này, mã số 4 nha. Mã số 4 giá 300k. Rồi, không chờ anh em chờ lâu nữa, em lấy siêu phẩm cho mọi người nè. À, hôm trước PE còn có sóc một cuộn loại đây, loại số 4 này. Đâu rồi? Hôm trước anh em hỏi mà không giọng nhiều hàng quá cái tùm lum, em mới tìm ra được một cuộn số 4 PE đây. Đây, PE siêu bày nè. PE siêu bày nâu đồng cấu đá, chuyên về cho anh em câu ngâm lăn xe hoặc là lưu rê lóc cũng được. Loại này là 0.32 nè.
0.32 là tương đương với lại cước số 4 nha mọi người, là sức tải 40 lb, 40 lb là sức tải chuẩn là 20 kg nha, dòng này là tải chuẩn là 20 kg nha. Đấy, 40 lb là 40 phao á, à, theo ký là được 20 kg nha mọi người. Đây dây này, anh em nhìn sợi dây này, nhìn sợi dây này, đấy lõi là lõi X8 nha, dây này gai cực kỳ bền bỉ luôn, nó gọi là dây siêu bền nha. Đấy, 300 m nha. Rồi cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu, cuộn này để cho anh em giá chỉ có 300k thôi, 300k nha. Cuộn này để cho anh em 300k, tặng cho anh em thêm hai bộ lưỡi này, hai bộ lưỡi số 26 này nè, về đánh hai lắm. Cái bộ lưỡi này thì anh em về cắt cái cây này ra nha. Đây, cái cây này anh em về cắt ra, cái là cây này để anh em lấy cá, để anh em đẩy cái lưỡi ra lấy cá này. Anh em về chế, chỉ cần chế cái chỗ này nha. Cái này về không bị không uốn cong được, tại vì nó là thép không rỉ chứ không phải bằng sắt như Việt Nam mình nha. Đấy, nó là bằng thép không rỉ, thép carbon này. Đấy, nó có pha carbon nữa, này anh em bẻ nó sẽ gãy nhưng mà nó cực kỳ chắc khỏe luôn, cực kỳ trâu. Anh em không bẻ nha. Này, cái lưỡi cực kỳ sắc luôn này. Anh em chỉ cần về để chế cái để cỏ chỗ này là đánh là lóc ok luôn, hoặc là anh em về câu chẽm nha. Tháo hai cái này ra để tháo lưỡi câu. Nó có cái mỏ ní đằng sau nữa, có cái dây đây. Nó có mấy cái mỏ ní này nè. Đấy, cực kỳ chắc nha. Rồi. Mã số 5 này, cụm này 300k tặng cho anh em thêm hai bộ lưỡi này, về anh em đánh gì đánh nha. Rồi, mã số 3. Nói chung là anh em đánh riêng, anh em đánh nước biển là không bao giờ rác luôn, rỉ rác nha. Không bao giờ rỉ rác luôn. Mã số 5. Tiếp tục mã số 6. Rồi. Rồi, tiếp tục mã số 6. Mã số 6 là dành cho anh em nào về cẩu câu cá tra, là dành cho anh em nào về đánh tra hoặc là anh em đánh chấm đen, anh em câu đáy biển nha. Loại này là số 10 nè. Số 10 này là 0.50, độ dài là cụm này là 50 m trên một cụm, 10 cụm là 500 m chạy liền với nhau nha. Đây anh em nhìn sợi dây này, cái này nó bị bung ra nên em dán băng keo lại chỗ này nè, dây cước màu trắng này. Đấy, loại này là 0.50 dây số 0.55 nha, 0.55 nha. Rồi, cụm này là sức tải bao nhiêu ký? Sức tải cụm này là 30 kg nha. Cụm này là sức tải 30 kg nè, anh em về đánh cá tra là ok nhất luôn rồi đó. Rồi, mã số 26. Nguyên lốc này để cho anh em giá bao nhiêu? Nguyên lốc này để cho anh em giá chỉ có 300k trên 10 cụm nha. 300k trên 10 cụm. 1 2 3 4 5 6 7 này, 8 này, 9 10 này, 10 cụm nha. Một cụm 50 m, 10 cụm là 500 m chạy liền với nhau. Chạy cực kỳ chắc khỏe. Rồi, mã số 6. Tiếp tục mã số 7. Rồi. Rồi lên cho tiếp tím cho anh em. Rồi, số 7 nè. Số 7 là em mới về được cước số 8 này, được hai cụm số 8 nữa nha. Đây, loại này là cước flow carbon thì em dòng bên em bán dòng này nhiều rồi. Nó là dòng cước flow carbon mềm mịn và dây tuyệt đối không giờ bị xoắn. Đấy, anh em nhìn sợi dây này này, đảm bảo anh em về anh em chơi thì chưa bao giờ anh em đánh nào sợi dây nào tốt như sợi dây này luôn. Anh em riêng anh em đánh là anh em mê dòng này luôn, đảm bảo luôn, cực kỳ đỉnh luôn nha. Đấy, dòng này là cước flow carbon mềm mịn và dây tuyệt đối không giờ bị xoắn, độ dài là chuẩn đúng y 500 m cho một người luôn nha. Rồi, 8.0 sức tải 21 kg là 0.50 mm. đấy, loại này là lớn nhất là 0.80 nha. Anh em cũng hỏi nhiều kêu có sai lớn hơn không, nó 21 kg, nó tải chuẩn. Đó, nhiều anh em biết đánh thì nó còn tải còn cao hơn nữa. Rồi, cước flow carbon tàng hình dưới nước và dây tuyệt đối không chịu sẵn. Dòng này là cầm cước thẻo nha mọi người. Dòng cước thẻo chuyên về cho mọi người làm thẻo câu tra hoặc là câu chấm đen, nhưng mà anh em có thể về làm trục cũng được bình thường nha, tại vì cái dây nó mềm mịn và nó không bị sẵn nên anh em vào máy cũng cực kỳ hay luôn. Rồi, mã số mấy? Mã số 7. Mã số 7 cụm này để 500 m để cho anh em giá bao nhiêu? 500 m để cho anh em giá chỉ có 400k nha. 400k, lại cước này là cước số 8 nè. Rồi, thêm cho anh em một cụm flow carbon này, một cụm flow carbon là 0.60 này, 0.60 là tương đương với dây số 0.60 rồi, tương đương với dây số 12 này. Đấy, cụm này thì hai cụm nha, cụm này 0.60 flow carbon sức tải là 45 kg này. Đấy, cụm này sức tải 21, rồi hai cụm nha. Cụm này 400k tặng thêm cụm này, mã số 7, giá vẫn chỉ có 400k. Đấy, tiếp tục mã số 8. Số 8 nha. Đấy, anh em nào lấy hai cụm thì báo em nha, em có về được hai cụm này. Tiếp tục mã số 8. Rồi, số 8 tiếp tục là cước flow carbon. Số 8 cước flow carbon, loại này là số 6 này. Số 6 em cũng về được hai cụm này. Đây, số 6 em cũng về được hai cụm này. Trong là dòng này thì anh em về là hết nha. Tại vì cái dòng này anh em bên em để chuyên bên này dòng này nha, nên là nó cực kỳ đỉnh luôn. Rồi, mã số 8. Cước flow carbon tàng hình dưới nước và dây tuyệt đối không giờ bị xoắn nha. Đây. Rồi, dòng này thì 6.0 nha. 6.0 sức tải là 17 kg là 0.40 nha, độ dài 500 m nha. Loại này cũng có hàng nhái nha mọi người. Đấy, anh em nói chung là anh em mà mua bên em biết rồi, anh em biết cái dòng bên em là chuyên dòng bên này, dòng này giờ nó có hàng nhái nữa. Loại này là 6.0 sức tải là 17 kg, độ dài là 500 m. Cụm này để cho anh em giá bao nhiêu? Cụm này để cho anh em giá là 400k nha. 400k. Một dòng cước nội địa Nhật cực kỳ đã luôn, mềm mịn và dài tuyệt đối không giờ bị xoắn. Rồi, cụm này là cụm số 8 nha, để cho anh em giá là 4. Mã số 8, dây là dây số 6, 0.40, 500 m.
Rồi, cước thẻo nha, chuyên về cho anh em làm trục câu biển hoặc là anh em câu cá chấm đen tra rồi đây. Rồi, cuộn này đi cho anh em giá là 400k, thêm anh em một cuộn là loại cũng loại flow carbon. Rồi, flow carbon loại này 0.40 luôn nha, flow carbon 0.40 nè. Rồi, dây là dây màu trắng này, 25kg nè. Rồi, cuộn này 400k tặng thêm cục flow carbon này, con bò cạp nha. Con bò cạp này, rồi. Mã số 8 để cho anh em giá bao nhiêu? Mã số 8 này để cho anh em giá chỉ có 400k. Tiếp tục mã số 9. Rồi, mã số 9 tiếp tục là cước flow carbon. Đây, flow carbon thì nó nhỏ hơn chút, loại này là số 4 này, sức tải là 12kg nha. Nó bình thường nó có số 5 nữa, nhưng mà số 5 thì em bán hết rồi nha. Mã số 5 thì em bán hết rồi. Hàng thì em đang đấu bên Nhật về. Loại này là 500m, 0.32, sức tải là 12kg, flow carbon này. Là dòng cước tàng hình dưới nước và dây tuyệt đối không giờ bị sắn nha. Riêng anh em nào mà đánh VE mà chán luôn rê lóc và đánh VE chán rồi lấy dây này về làm trục đánh cá lóc thì cực kỳ đã luôn. Anh em cứ kéo nó chạy banh 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 đi mặt nước luôn, chống nổ cho anh em luôn nha. Rồi, cước flow carbon mềm mịn và tuyệt đối không giờ bị sắn. 4.0 là tương đương với 0.32, sức tải là 12kg, độ dài là 500m. Rồi, cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Cuộn này để cho anh em giá là 400k nha. Dòng này là cước thẻo chuyên chép nha mọi người. Cước thẻo chuyên chép và trắm đen. Anh em khẩu tra đồ thì khỏi phải bàn luôn. Trong là cá siêu nhạy. Cá nước ngọt mà con cá chép đã ăn rồi, không gì nó cũng ăn hết. Mã số 9 nha. Rồi, mã số 9 này để cho anh em giá là 400k. 400k loại này là 4.0 nè. 4.0 thêm anh em loại này là 0.35 nha. 0.35 là dây số 5 này, sức tải 17kg này, dây màu trắng này. Rồi, cũng là nó là cũng flow carbon nha. Đấy, dòng flow carbon này. Rồi, giá vẫn chỉ có 400k. Mã số 9. Tiếp tục mã số 10. Rồi, mã số 10 nha. Rồi, mã số 10 tiếp tục là dây PE siêu bền. Rồi, loại này anh em nào mà câu biển, nếu mà anh em nào câu biển cần một dây PE siêu bền giá rẻ mà kháng mặn thì có dòng này. Cực kỳ trâu bò luôn. Loại này là 500m 8.0, sức tải là 80lb là 0.48. Nó nhỏ hơn dây cước nữa nha. Đấy, lỗi thì lỗi 8 dây anh em nhìn xài dây này. Cực kỳ bền bỉ luôn, nó là dây siêu bền nha. Siêu bền bỉ luôn này. Rồi, cuộn này mã số 10 này để cho anh em giá bao nhiêu? Mã số 10 này để cho anh em giá là 400m 0.48, 500m, 500m chứ, giá chỉ có 400k thôi. Đấy, 400k dây PE nha, dòng này là dây PE siêu bền nồng đậm cấu đá, kháng mặn, hàng chưa qua sử dụng luôn, đủ 500m cho mọi người nha, giá chỉ có 400k. Tặng thêm cho mọi người hai bộ lưỡi không rỉ. Bộ lưỡi không rỉ này số 26 nha. Mã số 10. Giá chỉ có 400k. Tiếp tục mã số 11. Rồi, 11 là em sẽ combo cái loại về cho anh em câu đài nè. Rồi. Đầu tiên là một cuộn dây nè. Cuộn dây gì đây? Cuộn dây này thì màu gì đây em cũng không biết nữa. Trời. Mở sao đây? Dây là dây màu xám xám nha, chưa mở ra được. Loại này là 0.8, 0.8 nha. Dây này thì dây màu xám xám này. Rồi. Cuộn này chưa qua sử dụng luôn. Cuộn này 50m một cuộn. 50m. Cuộn này dây 0.8 này để em lấy. Rồi. Tiếp tục. Một cuộn này là 1.0 này. Cuộn này là 1.0 được dài 50m nữa nè. Dòng này là flow carbon nha. Dòng này là flow carbon này. Dòng này hôm trước em có một cuộn này. Hàng này cũng chưa sơ sử dụng, còn nguyên hộp này. Đấy. Còn nguyên hộp này. Đấy, hôm trước em bán một cuộn hộp này là giá là 200k hộp này nè. Của anh Turai nha. Đây. Nó có in hộp Turai luôn nè. Đấy. Dòng dây cực kỳ xịn nè. Hai cuộn này. Hai cuộn. Cuộn này là 0.8, cuộn này là 1.0. Nhưng em có mấy loại nhỏ nhỏ này. Cuộn này là nó của thằng nào đây? Biết. Biết bộ qua. Rồi. Cuộn này là cái gì? 100m nè. Cũng carbon nè. Rồi, loại này là dây số 3 nè, dây này về làm trục nha. Cùng hai cuộn này về làm thẻo này. Rồi. Combo này để cho anh em giá bao nhiêu? Combo này để cho anh em giá là 300k này. Dây này dây số 3 này. Dây này cũng dây carbon này. Dây này cũng dây carbon này. Dây này là flow carbon này, 100% này. Rồi. Rồi, giá là 300k nha, 300k. 300k. Ba cuộn này, cuộn số 3, cuộn 1.0, 0.8. Thêm anh em một cuộn flow carbon nữa đi. Thêm anh em một cuộn flow carbon thì anh em mới đánh trải nghiệm nữa đi. Rồi, thêm anh em một cuộn flow carbon 4.0 nữa này, sức tải là 12kg, flow carbon 100%, chèo được dài 100m nha.
Rồi combo này cũng bạn để cho anh em giá bao nhiêu? 300k, mã số 11, 300k. Tiếp tục mã số 12. Rồi. Rồi 12 tiếp tục là em có dây PE siêu bền kháng mặn chuyên cho anh em đến biển nha. Loại này là số 5 này. Loại này số 5 là lỗi này là 16 lỗi nha. Loại này số 5. Rồi cuộn này là nó em nhớ là nó sức tải nó thì chờ em chút nha, số 5. Số 5 mã số 12. Dây này dây số 5 nha, dây số 5 mã số 12 này, dây số 5 này là độ dài là 300 m, sức tải là 70 lb. 70 lb là tương đương là 35 kg. Rồi sức tải cuộn này là 35 kg nha. Đấy, dây này là dây lỗi 16 lỗi nha. Dây 16 lỗi. 16 lỗi này anh em về đánh thì loại này là cực kỳ bền, hàng chưa qua sử dụng luôn. Đấy. Rồi cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Cuộn này để cho anh em giá là 600k nha. Cuộn này để cho anh em giá là 600k. Đấy, cuộn này là 300m, lỗi 16 lỗi, loại này là lời chuyên bền, chuyên cho anh em đánh biển, loại này là kháng mặn nha. Rồi mã số 12. 12 này là vẫn tặng cho anh em thêm hai bộ lưỡi không rỉ số 26 luôn. Mã số 12, giá là bao nhiêu? Giá là 600k, độ bộ dài là 300m dây số 5, lỗi là 16 lỗi. À, và hai bộ lưỡi số 26 nha, mã số 12. Tiếp tục mã số 13. Rồi, 13 tiếp tục là flow carbon dành cho anh em nào về câu một dòng flow carbon dành về cho anh em câu câu chiên cho anh em câu chép nha. Đây, anh em này loại này là 3.0 nha, độ dài là 500m. Nếu anh em nào mà câu ISO á, làm trục câu ISO rồi câu bè là cực kỳ đỉnh luôn. Rồi, loại này là 3.0, sức tải là 9,9 kg, là 0.28, độ dài là 500m, là dòng cước flow carbon mềm mịn và dây tuyệt đối không giờ bị xoắn luôn. Đấy, là cuộn này là cuộn 500m nha, là cước flow carbon mềm mịn và tuyệt đối không giờ bị xoắn luôn. Rồi, loại này 3.0 là 0.28, sức tải là 9,9 kg, độ dài 500m nè. Đấy, anh em nhìn sợi dây không? Rồi cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Cuộn này để cho anh em giá là 400k. Dòng này là chuyên cho anh em đánh chép từ 8 kg trở lại nha. Đấy, loại này là làm thẻo nha mọi người, cước thẻo nhưng mà tới 500m luôn, là dòng cước flow carbon tầng hình dưới nước và dây tuyệt đối không giờ bị xoắn. Rồi cuộn này là 3.0, thêm anh em một cuộn loại 3.0 thì thêm anh em một cuộn loại làm thẻo, thì thêm anh em một cuộn trục luôn. Và một cuộn trục đây 0.40 đi, 0.40 lớn quá, 35 rồi. Đây, cuộn này là 0.35 đây, 0.35 sức tải 17 kg này, dây là dây màu trắng nè, flow carbon nha, con bò cạp này. Rồi, cuộn này 400k, tặng thêm cuộn này nữa, giá vẫn chỉ có 400k, mã số 13. Tiếp tục là số 14. Rồi, 14 tiếp tục là một dòng đây. 14 tiếp tục là dòng cước flow carbon. Đấy. À, 14 tiếp tục là PE nhé. Đây, 14 là tiếp tục là em có dòng PE này, hàng này là hàng chưa qua sử dụng nha. Dòng này là PE này, dòng này là IGK này, Made in Japan này. Đấy, hàng này thì anh em biết rồi, một trong những hàng PE cực kỳ cao cấp nha, hàng siêu qua sử dụng. Loại này là lõi X8 nha mọi người. Lõi này là lõi X8, độ dài là 150m này, sức tải là 10 kg này. Dây là dây màu xanh reo này, anh em nhìn thấy không? Dây là dây màu xanh reo này, màu xanh này. Rồi, cuộn này là 150m, hàng chưa qua sử dụng, nội địa nha. Cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Cuộn này là để cho anh em giá là 350k thôi. Đấy, 350k nha. À, thêm anh em một cuộn để về mọi người làm lander, tại vì anh em hay mua loại này về câu cá lóc. Đây là sẽ thêm anh em một cuộn là lander số 7 nè, một cuộn flow carbon nha, nhưng mà dòng này nó mềm mịn, nhưng mà dòng là lander độ dài là 100m. Đấy, dòng này là của thằng Shimano này, dây là dây màu gì đây, màu xám màu gì đây. Rồi, cuộn này 350k, tặng thêm cuộn này về làm thẻo nha, làm lander. Rồi, thêm anh em một cuộn loại, thêm anh em hai bộ lưỡi này nữa về anh em chế cá lóc hoặc là anh em lưu đi chém nữa, loại lưỡi không rỉ số 26, mã số 14, để cho anh em giá là bao nhiêu? 350k. Tiếp tục mã số 15. 15 tiếp tục là cước PE. À, đây, 15. Đây, PE. Loại này thì cũng còn nguyên hộp nha, hàng chưa qua sử dụng luôn. Đây, loại này là 2.5 này. Loại này là 2.5, em để lấy ra để chỗ nào nè. Trong là loại này là chưa qua sử dụng, 2.5 nha. Đây, hộp của nó đây, 2.5 nè, sức tải là 22 kg nè. Sức tải là 22 kg, độ dài là 150m nè. Đấy, loại này thì 3000 yên nha, Made in Japan nè. Mã QR, mã code gì đây nè. Đấy, loại này là Made in Japan nha. Dòng này thì chuyên về cho anh em lưu relock nè. Đây, sức tải là 2.5, sức tải là 22 kg, 150m nha. Đây, dây là dây màu xanh reo nè. Đấy, hàng chưa qua sử dụng luôn nha mọi người. Hàng chưa qua sử dụng đủ y 150s cho một người. Đấy, hàng nội địa Nhật. Rồi cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu? Cuộn này để cho anh em giá vẫn chỉ có 350k. 350k thì Zalander thì vẫn tặng cho anh em Zalander số 7 nha.
bán tặng giống như cái hồi nãy luôn. Trà Lander số 7 này, độ dài là 100m Shimano này, tặng cho anh em thêm hai bộ lưỡi số 26 là lưỡi thép không rỉ nha. Giá bao nhiêu mã số 15 này, để cho anh em giá vẫn chỉ có 350k thôi, 350. Tiếp tục mã số 16. Rồi, tiếp tục mã số 16. À, 16 tiếp tục là em còn PE này, loại GK nữa nè. Dòng này có còn sóc nguyên một cuộn số 4 này nha mọi người. Một cuộn số 4 này, hộp của nó đây, số 4 này. Loại này là cũng 3.000 yên nha mọi người. Hàng này là mã QR này, hàng chưa qua sử dụng này, dây anh em nhìn sợi dây này, hàng chưa qua sử dụng luôn nha. Loại này là Made in Japan nội địa Nhật này, hàng chưa qua sử dụng. Đấy, cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu vẫn để cho anh em giá chỉ có 350k. Loại này là PE8 nha. Dòng này là dòng chuyên về cho anh em câu ngâm lân xe bạc biển. Đấy. Rồi, dây này dây số 4. Thêm cho anh em một cuộn Lander, một cuộn Lander số 7 luôn. Độ dài là 100m của Shimano, sức tải là 18kg. Rồi, thêm cho anh em thêm hai bộ lưỡi số 26 luôn. Đấy, giá vẫn chỉ có 350k, mã số 16. Tiếp tục mã số 17. Rồi, 17 tiếp tục là em có dòng PE siêu bền. Đây, PE siêu bền này. Rồi, 17 là em có dòng PE siêu bền này. Loại này là bao nhiêu? Rồi, loại này là số 10 nè. Loại này là số 10 là 100LB. 100LB là sức tải cuộn này là chuẩn là 50kg nha. Anh em về anh em nào mà đánh ở Phú Yên, nói chung là anh em Cam Ranh đồ, anh em nào mà đánh Vịnh đó thì anh em đánh dòng này nè. Dòng này là PE siêu bền kháng mặn, là một trong những dòng PE giá rẻ mà cực kỳ cao cấp luôn. Anh em về anh em đánh đi, hàng này thì hàng Nhật Bản thì anh em khỏi phải bàn rồi. Dây này là PE kháng mặn siêu bền, chuyên về cho anh em câu biển nha. Đấy, loại này là 10, số 10 nè. Số 10 là 100LB là 0.55, độ dài là 300m. Đấy, anh em nào mà chơi PE đắt tiền rồi anh em cứ mua loại này về anh em đảm bảo anh em về anh em mê luôn. Rồi, cuộn này giá chỉ có bao nhiêu? 300k thôi. 300k là số 10, 100LB 0.55, mà số 17 300k. Tiếp tục mã số 18. Hôm trước có loại 500m mà loại 500m em bán hết rồi nha. Tiếp tục mã số 18. Rồi, 18 tiếp tục là giới thiệu cho anh em dòng cước Flow Carbon. Đây. 18 là một dòng cước Flow Carbon này, loại này là 5.0, sức tải là 16kg, là 0.37 nè. Flow Carbon, Flow Carbon là một dòng cước tàng hình dưới nước và mềm mịn và dây tuyệt đối không giờ bị xoắn luôn nha. Flow Carbon tàng hình dưới nước, mềm mịn và dây tuyệt đối không giờ bị xoắn. Rồi, loại này là 5.0, sức tải là 16kg, là 0.37, độ dài 500m nha. Đấy, anh em nhìn sợi dây này, đấy anh em nhìn sợi dây đã không. Rồi, cuộn này là giá bao nhiêu? Giá cuộn này là cũng là 400k nha. Đây, Flow Carbon nha, dòng nội địa Nhật, dòng Super Fishing Line. Đấy, dây là dây màu này này. Rồi, cuộn này đi cho anh em giá 400k, dây số 5. Thêm anh em một cuộn Flow Carbon đây. Thêm anh em một cuộn Flow Carbon 0.40, dây số 6 này, sức tải 25kg, dây là dây màu trắng. Rồi, giá là 400k, vẫn tặng thêm cuộn Flow Carbon nha, mã số 18. Tiếp tục mã số 19. Rồi, 19 là dành cho anh em nào mà dành cho anh em nào mà thích dòng cước ni lông mềm mịn. Đấy, thích dòng cước ni lông mềm mịn nha. Là em có loại này là số 5 này, 50m trên một cuộn nha. Dòng này là của Halet này, dây này là cực kỳ cao, cực kỳ xịn nha. Đấy, dây này cực kỳ chắc khỏe luôn. Loại này trong lốc này là 20 cuộn, tức là 1.000m nha. 1.000m này để cho anh em giá bao nhiêu? 1.000m này để cho anh em giá là 800k nha. 1.000m này để cho anh em 800k, hàng chưa qua sử dụng, còn nguyên hộp luôn nha, full hộp luôn. Đấy, dòng này là new nha, dòng này là dòng đời mới luôn nha. Nylon Fishing Line, đấy, Nylon Fishing Line này. Dòng này là dòng Excitaland này. Đấy, Excitaland này, đấy. 50m nha. Đấy. Quốc tơ xì sao này, thấy anh em không? New này. Rồi, cuộn này là dây mới nha, mới sản xuất luôn nha, năm 2024 luôn. Rồi, cuộn này để cho anh em đấy, giá là 800k trên 20 cuộn, mã số 19. Tiếp tục mã số 20. Rồi, 20 là một cuộn Flow Carbon dành cho anh em nào đây? Flow Carbon là loại này là 1.5 này, sức tải là 7.9kg, là 0.20 này, độ dài là 500m, là dòng cước Flow Carbon mềm mịn và dây tuyệt đối không dầu sẵn. Cái cuộn này anh em nhìn nó thấy nó ít đúng không? Thật ra là nó đủ 500m cho một người nha, tại vì cái cuộn này là nó cuộn từ số 0.4 tới số 8 luôn. Anh em nhìn số 8 á, thì nó sẽ dày đó thế này nha. Đấy, nhưng mà số 1.5 thì nó nhỏ, dây nó nhỏ lại nên nó cuộn hụt vào bên trong thế này đây. Rồi, cuộn này mã số 20 để cho anh em giá là 400k, là cước Flow Carbon mềm mịn và dây tuyệt đối không dầu sắn. 1.5 sức tải là 7.9kg. Dòng này là dòng bè thẻo nha mọi người, thẻo chuyên chép chép profi đồ, nói chung là cực kỳ nhạy luôn. Rồi, loại này là 1.5. Thêm anh em một cuộn Flow Carbon. Rồi, thêm anh em một cuộn Flow Carbon loại 0.25 đi. Rồi,
Thêm đây một cuộn flow carbon 0.25 sức tải 10 kg này, dây là con bò cạp này, một cuộn này, một cuộn rồi, một cuộn là flow carbon 1.2 này, sức tải là 7,4 kg, độ dài là 100 m này, để dây màu trắng này. Đúng cái cuộn này á, thật ra là không có ai mà dùng hết cước thẻ thứ 500 m luôn đấy, là em cũng biết vậy, nhưng mà đúng là nhiều người là họ phải cuộn ra người ta bán cho mình, nhưng mà cái dòng này nó chuyên chờ nó chỉ có loại 500 m thôi. Hồi xưa là có 200 m, giờ nó còn chỉ 500 m thôi, mà em cũng chẳng có thời gian để em cuộn ra để em bán cho mọi người luôn. Rồi cuộn này thì giá là 400k, thì em sẽ sale em tặng cho mọi người là 0.25 này, là dây 2 số 5.5 này, thêm một cuộn cuộn loại này là 1.5 nữa, 1.2 là 0.18 đâu. Rồi nguyên combo này để cho anh em giá bao nhiêu, 430k thôi, 430k nha. Cuộn này thì anh em về chia cho mọi người đánh nha, đánh cực kỳ hay, cực kỳ xịn luôn, đảm bảo anh em mà đưa cuộn dây này ra tự hào luôn á, họ mê luôn đó nha. Rồi mã số 20 giá là 400k, 430k. Tiếp tục mã số 21. Rồi 21 tiếp tục là cước flow carbon. Đây loại này là loại số 2 nha, loại này là loại số 2, sức tải 8,5 kg, loại này chuyên cho anh em đánh chép, đánh rô phi nha. Dòng này là cước flow carbon mềm mịn và dây tuyệt đối không dời sắn, riêng anh em câu biển là nó tàng hình như nước và mềm mịn và không bị sắn luôn. Rồi cũng là 2.0, sức tải là 8,5 kg, là 0.23, độ dài là 500 m. Anh em đánh dòng này là anh em mê luôn. Rồi cuộn này đi cho anh em giá bao nhiêu, 400k, 400k. Thêm anh em 2.0, 2.0 thêm anh em một cuộn trục nhé, thêm anh em một cuộn trục flow carbon, loại này là 4.0, 0.32, sức tải 12 kg, này dây màu trắng. Rồi cuộn này 400k, tặng thêm một cuộn trục 4.0 cũng flow carbon, dòng là dòng cũng dòng cứ thẻo luôn nha, nhưng mà nó lớn hơn thì mình làm trục thôi. Mã số 21. Tiếp tục mã số 22. 22 tiếp tục là cước flow carbon, loại này là 2.5 nha mọi người. 22 là tiếp tục là cước flow carbon 2.5 này. 2.5 sức tải là 9,3 kg, là 0.26, độ dài 500 m đấy, là dòng cước flow carbon mềm mịn và dây tuyệt đối không dầu sắn. Loại này là 2.5, là 0.26, sức tải 9,3 kg này. Rồi cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu, cuộn này vẫn để cho anh em giá là 400k, là 2.5 nha. Thêm anh em một cuộn trục. Đây. Thêm anh em một cuộn trục, loại này là 0.35 đây. Cuộn trục 0.35, loại này là flow carbon và con bò cạp này, dây này cực kỳ chắc khỏe này, dây là dây màu trắng luôn nha. Rồi combo em hai cuộn này bao nhiêu, giá vẫn chỉ có 400k, mã số 22. Tiếp tục mã số 23. Rồi 23 thì dành cho anh em nào về cẩu tra, đánh biển, đánh cá lớn, đánh tầm 21 kg trở lại. Dòng này là dòng cước thẻo nha mọi người, nên mọi người có thể vừa làm thẻo vừa làm trục được luôn. Là cước thẻo là sao, là một dòng cước mềm mịn và tàng hình dưới nước và dây tuyệt đối không giờ bị sẵn luôn. Rồi cuộn này là fishing line nha, dòng này là cũng giống như tím thôi, dòng này là dòng fishing line và super nè, dòng này là dòng fishing line classic nè. Đây anh em này, hai anh em nói luôn nha. Đấy đấy, cuộn này vẫn giá là 400k nha, vẫn mềm mịn và không bị sắn luôn. Rồi cuộn này để cho anh em giá 400k, thêm anh em loại 0.60 nha, flow carbon 0.60 nè, sức tải là bao nhiêu ký, sức tải 45 kg, da màu trắng này. Rồi combo anh em hai cuộn này giá vẫn chỉ có 400k, mã số 23. Rồi tiếp tục mã số 24. Rồi 24 tiếp tục là loại, đây tiếp tục là em có về loại neo biển. Neo biển là một dòng cước chuyên về cho anh em câu đáy biển nha. Dòng này thì anh em câu mua nha em rất là nhiều rồi, anh em dòng này đánh cực kỳ hay nha. Đấy loại này là 0.50, anh em về câu câm lăn xe đồ cũng được cực kỳ đỉnh luôn. Rồi bình thường hồi trước là nó về 10 cuộn, giờ nó chỉ đấu chỉ nó còn về 20 cuộn nha, 200 m trên một cuộn, nó có được có 5 cuộn thôi nên khó chia ra. Nên bán nguyên lốc này, bốn nguyên lốc này là giá là 400k trên 1.000 mấy chai nha. Đấy đấy, dòng này là dòng dòng cước cho mọi người, cước neo biển nè. Cước neo biển là một trong những dòng cước chuyên về cho anh em câu đáy biển, hàng made in Japan nha, nội địa nha. Neo biển chuyên anh em câu biển, nhưng mà các anh em câu nước ngọt thì khỏi phải bàn luôn. Mã số 24 giá là bao nhiêu, 1.000 m giá chỉ có 400k. Tiếp tục mã số 25. 25 tiếp tục là loại 0.50, 0.50 đây. Tiếp tục là em có loại nào là 0.70 nè. 0.70 là tương đương với cước số mấy? 0.70 là tương đương với cước số 14 này. Loại này riêng anh em về cẩu tra thì khỏi phải bàn luôn. Loại này là 0.70, nó sức tải nó tới 60 kg mà. Nên là anh em về anh em đánh thoải mái luôn, không bao giờ sợ đứt luôn nha. Chuyên về cho anh em câu vi đáy biển. Rồi 0.70 loại này made in Japan, đầu địa Nhật nha. Dòng này là made in Japan, đầu địa Nhật này, neo biển nè. Rồi 0.70 độ dài 100 m, nguyên lốc này để cho anh em giá bao nhiêu? Nguyên lốc này để cho anh em giá chỉ có 400k, là 400k là anh em có 1.000 mét dây liền với nhau nha. Mã số 25. Tiếp tục mã số 26. Rồi 26 0.70. Rồi. 0.50. Rồi có loại nhỏ này, leo biển loại nhỏ này, loại này thì anh em cần tìm nhiều, rất là nhiều luôn. Loại này là mã số 26 này. Đây
Loại này thì anh em tìm rất là nhiều đây. Loại này là 0.20 nè, độ dài là 100 m nha. Đấy, độ dài là 100 à, 200 m. À, 100 m trên một cuộn này. Đấy, 100 m trên một cuộn này. Loại này này, một cuộn, hai cuộn, ba cuộn, bốn cuộn, 500 m nha. 500 m nguyên lốc này. Lên lốc này để cho anh em giá bao nhiêu? 250k thôi. 250k là anh em có nguyên là 500 m dây liền với nhau này. Dây là dây 0.20 nha. Dây này cực kỳ hiếm luôn. Đấy. Giá bao nhiêu? Đấy, giá để cho anh em giá cực kỳ đẹp luôn nha. 250k rồi, 250k nguyên lốc này nha. Mã số 26. Tiếp tục mã số 27. Rồi, 27 là cái gì đây? Từ. Rồi, 27 tiếp tục là em có dòng cước đây qua nè. Đây, 27 tiếp tục là em có dòng cước đây qua nè. Dòng này là cực kỳ chắc luôn nha mọi người. Đây, loại là cước 7 màu nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 cuộn dây liền với nhau, tức là 1000 mấy anh em nhìn sợi dây này đã không? Đấy, dây cước nha. Dây cước dòng này là dòng trick on này, 0.30, độ dài là 100 m nha mọi người. 100 m trong một cuộn, tức là 10 cuộn là 1000 m. Dòng này này, dòng Phantom Wicker nha, dòng của Daiwa. Dòng này là của xuất của ông Pháp nha mọi người đây. Cuộn này là của ông Pháp này. Daiwa này, Daiwa Frank Japan này. Đấy, rồi, cuộn này để cho anh em nguyên lốc này nha. Nguyên lốc này để cho anh em giá là 1000 m dây. 1000 m dây này để cho anh em giá là 400k nha. Dây này là dây 7 màu này. Rồi 400k. Mã số 27. Tiếp tục mã số 28. Rồi, tiếp tục mã số 28. Rồi, 28 tiếp tục là em có dòng đây. Em có một dòng. Rồi, tiếp tục là em có cước Flow Carbon nha. Đây, tiếp tục là em có dòng cước Flow Carbon. Loại này là 4.0 nha. 4.0, 0.12 là 0.32 này. Độ dài 500 m nha. Mẫu này là mẫu 223 nha. Loại này là sản xuất năm 23 nha. Dòng này thì dòng mẫu mới nha. Mẫu mới 23. Rồi, loại này là 4.0 nha. Sức tải là 12kg là 0.32. Dòng này là dòng cước Flow Carbon mềm mịn và dây tuyệt đối không dẻo rắn. Dòng này là dòng 3 màu. Nên anh thích hợp về cho anh em câu cá chép, chuyên cho anh em đánh cá chép và anh em câu biển cực kỳ nhạy luôn nha. Anh em câu cá biển cực kỳ nhạy. Này là cước thẻo nha mọi người. Cước thẻo Flow Carbon mềm mịn và dây tuyệt đối không dẻo sáng. Rồi cuộn này là 500 m để cho anh em giá bao nhiêu? Để cho anh em giá là 400k, dây là dây số 4. Thêm anh em một cuộn Flow Carbon nữa. Thêm anh em một cuộn Flow Carbon, loại này là số 5 Flow Carbon, sức tải 17 kg, dây màu trắng. Rồi, hai cuộn nha. Cuộn này là Flow Carbon này, đấy ba màu này. Cuộn này là dây màu trắng nha, mã số 28. Giá chỉ có 400k. Tiếp tục mã số 29. Rồi, 29 thì em có dòng gì đây? Ồ, đây. 29 thì em có đầu tiên là cuộn thẻo nè, Flow Carbon nè. Loại này là 1.2 nè, chuyên về cho anh em câu chép, câu cá giết, câu phi rồi nha. Là dòng cước mềm mịn và dây tuyệt đối không dầu bị xoắn. Cuộn này là 200 m, sức tải là 7.4 kg nè, một cuộn nè. Cuộn thêm anh em một cuộn loại này là cuộn trục nè, loại này là 200 m dây số 3 nè. Đấy, hàng này hàng nào được nhặt nha. Dòng này là cước. Dòng này là nylon có pha carbon nha. Đấy, mà nylon 80% mà carbon có 20% thôi. Loại này là 1.2 nè, loại này là 3.0 nè. 3.0. Rồi. Rồi. 1.2 3.0. Rồi, một cuộn 2.0 này, một cuộn 2.0 sức tải 8.5 kg là 0.23, dây màu trắng này, Flow Carbon nha, mềm mịn và dây tuyệt đối không dầu bị xoắn này. Hai cuộn này. Rồi, thêm một cuộn nè, dòng này là dòng 50 m này, dòng này dòng Dayton nè, dòng này là của thị sĩ nha. Tới 1700 yên này, dây này dây màu xám này, dòng này là cũng 50 m trên một cuộn. Rồi, combo anh em là cuộn này là Flow Carbon 200 m, cuộn này là 400 m, cuộn này là 100 m đến 500 m, cuộn này là 50 m nữa. Là 550 m, mã số 29 này để cho anh em combo này nha. Combo này anh em nghe giá anh em mê luôn. Rồi, giá combo này để cho anh em giá chỉ có 430k, 430k nha, mã số 29, 430. Đấy, tất cả là hàng chưa qua sử dụng nha mọi người, em bán hàng chưa qua sử dụng. Tiếp tục mã số 30. Rồi, 30 tiếp tục là cước Flow Carbon cộng một cuộn 8.0 này, cộng cộng được hai cuộn số 8.0 loại 200 m nha. Đây. Anh em về quốc về cho rồi, cộng hai cuộn này, hai cuộn cuối cùng này.
đây, 200 mét là nó hết sản xuất rồi nha. Đây cái loại này này, tại cái loại này nó đủ mét quá nha, nên là khi mà em để thế này cái nó bị bung ra nè mọi người, bung ra cái em cúng lại nha. Hàng này thì đảm bảo anh em là đủ 200 mét hàng chưa qua sử dụng cho mọi người nè. Nó để lớp bên trong này, tại vì cái loại này là em để nó đầy quá, nó bung ra hay bung ra lắm. Rồi loại này là 8.0, sức tải 21 kg, flow carbon này, là dòng cước tàng hình dưới nước mềm mịn và tuyệt đối không dầu bị sẵn. Rồi cụm này hai một cụm này, rồi có hai cụm này nha, hai cụm này, cụm này là cũng là 21 kg nè, cụm này cũng là 21 kg này, dây là dây màu tím luôn. Rồi có hai cụm này là 400 mét dây nè, 400 mét dây, 400 mét dây. Thêm em một cụm loại 0.60 đi. Rồi có cùng loại này là 0.40 flow carbon nè, sức tải 25 kg nè, 25 kg nè. Thêm một cụm nữa rồi, một cụm 0.60 nữa nha. Đóng mất rồi, đâu rồi, đóng luôn nè. Đây, mọi người nhớ giùm em nha, loại như thế này, à đây, đây loại như thế này, nhưng mà loại này là 0.50 nè. À, em sẽ bán cho mọi người loại này là 0.60, loại này là 0.40 và hai cụm số 8 này. Rồi để cho anh em giá là chỉ có bao nhiêu, và giá chỉ có, để cho anh em giá chỉ có 450k thôi, là anh em có 4 cụm dây nha, 4 cụm dây 200 mét, 200 mét, 100, 100 là 600 mét dây. Mã số 30 nha, mã số 30 giá là 450k. Tiếp tục mã số 31, rồi 31 là tiếp tục là em có một cặp dây nè, cục dầm dây, loại này là siêu chắc kìa, loại này dây siêu chắc nè, sức tải là 3.5 lb thôi. Dây này là dây nhỏ nha mọi người, dây này là dây 0.6 của tầng doping nè, dòng doping nha, dòng này là made in Japan, đầu điện Nhật nha. Đây hai cụm này dây nè, rồi hai cụm này là bao nhiêu mét, hai cụm này là 200 mét dây nè. Đấy hai cụm này 200 mét dây, để cho anh em giá bao nhiêu, hai cụm này để cho anh em giá cũng chỉ có 400k. Dây là dây 0.6 nha mọi người, dây là dây 0.6. rồi thêm em một cụm 0.6 này, dây này dây 0.6 về anh em làm trục nha, anh em về làm trục hoặc là anh em làm thẻo dây siêu mịn luôn nha. Rồi giá 400k, 400k. Thêm em một cụm làm thẻo loại này là 1.2 nữa nè, cước flow carbon mềm mịn và dây tuyệt đối không dầu bị sẵn này, một cụm này. Thêm anh em một cụm loại này là 1.0 nữa nè. Rồi 1.0, sức tải là 50 mét nha. Nếu mà anh em mua lẻ cụm này là em đang bán giá cụm này là 150k nè. Đấy cụm này là giá là 100k nè, hai cụm này là 400k nha. Rồi combo này để cho anh em giá bao nhiêu, vẫn chỉ có 430k. Mã số 31, 430k thôi. Tiếp tục mã số 32. Đây 32 tiếp tục là em có dòng neo biển nè. Đây 32 tiếp tục là em có dòng neo biển loại này. Đây neo biển này, loại này là loại này là Japan này, 0.30, độ dài là 100 mét nè. Đấy 5 mét nè, 10 cụm là 1000 mét dây liền với nhau nha. Rồi nguyên lốc này để cho anh em giá bao nhiêu, nguyên lốc này 0.30 là dây số 3, 1000 mét dây liền với nhau, để cho anh em giá bao nhiêu, 300k thôi. 300k là anh em có 1000 mét dây nha. Mã số 32. Tiếp tục mã số 33. Rồi 33 tiếp tục là dòng cước đây dòng cước flow carbon, dòng cước flow carbon tàng hình dưới nước và dây tuyệt đối không dầu sẵn nha. Loại này là 8.0, sức tải 21 kg, độ dài 500 mét. Cọ này anh em về đánh đi cực kỳ ngon, cực kỳ hay nha, thằng tím như thế nào thì tao nó cũng như được như vậy luôn. Đấy là dòng cước flow carbon mềm mịn và dây tuyệt đối không dầu sẵn, dây này là dây ba màu nha. Dòng này thì nó chuyên cho anh em đánh biển hơn, dòng này là chuyên đánh biển, còn thằng tím này nó chuyên cho anh em đánh nước ngọt hơn nha. Dòng này ba màu đấy, là nếu trong là người Nhật là rất thích màu luôn. Rồi là này, loại này 8.0, sức tải 21 kg, flow carbon mềm mịn và dây tuyệt đối không dầu bị sẵn. Cụm này để cho anh em giá bao nhiêu, cụm này để cho anh em giá là 400k, là dây số 8. Thêm anh em một cụm trục nữa nè, loại này là 0.60 nha, sức tải là 45 kg. Dòng này là dòng flow carbon, cũng là cước thẻo nhưng mà lớn hơn thì em kêu là trục thôi. Rồi hai cụm này để cho anh em giá chỉ có 400k thôi. Mã số 33. Rồi tiếp tục mã số 34. Rồi 34 tiếp tục là dòng cước flow carbon. Đây dòng cước flow carbon, dòng này thì thích hợp về cho anh em nào mà lưu ghê lóc nha. Đấy dây thì còn mới tinh. Đấy dòng này đây, đấy dòng này là dòng đời mới nha, dòng đời mới, coi dòng đời cao. Loại này là cũng của thằng Fishing Line, flow carbon 100% này. Dòng này là super. Đây dây là dây đây, anh em nhìn sợi dây đã không, dây ba màu nha, hàng chưa qua sử dụng, độ dài là 500 mét. Rồi 5.0 là 0.37. Nếu anh em nào về cần làm trục lưu relock thì lấy dây này, còn dây này là dây chuyên thẻo nha mọi người. Dây này cho anh em về đánh sắp lander, anh em cứ kéo thoải mái trên mặt nước cũng không sợ bị xoắn hoặc là bị đứt luôn. Mã số 34 này nha. Đây. 32, mã 33 chứ. 32 là tới mã 33 chứ. 33 này để cho anh em giá là bao nhiêu? 33 này là 5.0 nha, để cho anh em giá là 400k. 400k thêm anh em một cuộn trục đi, một cuộn trục 0.50 đi. Đây
một cuộn flow carbon 0.50, dây là dây màu màu trắng đi nha. Rồi cuộn này là sức tải 40 kg nè, cuộn này 5.0 sức tải 16 kg nè. Rồi hai cuộn này giá vẫn chỉ có 400k thôi, mã số 33 nha. Tiếp tục mã số 34. Rồi 34 cũng tiếp tục là flow carbon. 34 flow carbon thì em có loại này là dây số 6 nè, đây cũng dòng nó nhưng mà dây này dây số 6 nè, đấy flow carbon nè. Anh em nhìn đánh dây này đi, nếu mà anh em nào mà chơi bên em nhiều dây tím rồi á, anh em đánh thêm dây nào anh em sẽ thích, tại vì dây này là dây flow carbon mềm mịn và dây tuyệt đấu không giờ bị sẵn luôn. Rồi loại này là 6.0 sức tải là 17 kg, là flow carbon là 0.40 500m nha. Rồi cuộn này để cho anh em giá bao nhiêu, cuộn này để cho anh em giá là 400k, mã số 34, 400k là 6.0 nha. Anh em vừa về làm trục câu lóc luôn nha. Rồi mẫu này là 5224 nha, sản xuất 524 nè. Rồi dây này dây số 6 sức tải là 7.8 kg nè. Rồi thêm anh em một cuộn flow carbon 7.0 sức tải 18 kg, 0.45 mm nha, độ dài 100m. Rồi đều hai cuộn flow carbon nha, hai anh em nhà nó luôn. Rồi anh em nhận tím này. Rồi mã số 34 này để cho anh em giá chỉ có 400k là cuộn số 7 nè 18 kg nè, cuộn số 10 số 6 là 17 kg nè. Rồi hai cuộn này vẫn để cho anh em giá là 400k là mã số 34. Rồi em lên 34 mã nha. Rồi anh em cần gì thì cứ liên hệ em.